Thưa quý vị, sáng nay 15 tháng 12, chi cục thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ phối hợp với các phòng ban chuyên môn của quận Cái Răng tiến hành phát động thả cá và tự nhiên để bảo vệ nguồn lợi thủy sản lần thứ hai trong năm nay. Chi cục thủy sản đã treo gần 100 băng rôn ngang, 240 băng rôn dọc tại các tuyến đường trung tâm và điểm thả cá tại các quận huyện, ngành chức năng đã tiến hành thả tại điểm mô hình bảo vệ nguồn lợi thủy sản của công an quận Cái Răng khoảng 500 kg cá tương đương 1.500 con cá giống các loại đây là một hoạt động thiết thực được thành phố cần thơ thực hiện trong nhiều năm qua thông qua hoạt động này sẽ tái tạo các loài cá bản địa quý hiếm các loài có giá trị kinh tế cao đang bị khai thác quá mức góp phần bổ sung đa dạng các giống loài thủy sản trong tự nhiên